Câu hỏi thường được đặt ra đối với Nhật khi mà tư vấn thay bố Thắng là khi nào bố Thắng này phải thay lại em? Rất là khó, theo Nhật xem thử tình trạng như thế nào nha. Ví dụ như xe này anh mua cũng mới có 8.000 mấy, nhưng mà anh em thấy là xe này RX mới nha, RX mới phần đời cũ, tất cả đều còn mới hết, mà cái đĩa Thắng nó như vậy nè. Anh chia sẻ là ảnh đi thời gian này hơi nhiều và điều kiện môi trường mưa cát nhiều, cho nên mới 8.000 mấy là cái đĩa của ảnh đã mòn cái bố chứ, nhưng mà cái đĩa nó cũng mòn luôn. Đĩa này đi khá là ít nhưng mà nó đã mòn do không biết được thời gian nào cần thay bố lại. Thời gian thay bố lại thì để đến lúc mà cái bố nó mòn luôn và nó phá luôn cái đĩa luôn. Ôi trời ơi. Như vậy thì luôn sẽ tư vấn với anh em rằng á, anh ơi, cái đĩa Thắng này mình thay bố mới vô, nó sẽ dẫn đến tình trạng nhanh mòn bố hơn ha. Nhanh mòn bố Thắng hơn, rồi dễ dẫn đến tình trạng nó kêu và dẫn đến tình trạng Thắng nó không có ma sát tốt. Trước khi thay bố Thắng thì thợ mình sẽ kiểm tra thấy được cái sên nó hơi trục và nó hơi khô thì cũng sẽ tăng lại hỗ trợ cho anh em có một cái bộ dĩa đi nó êm hơn. Sạch lại một xíu dưỡng sên em ha. Thí dụ như mình đi mùa mưa nhiều hay là cát sình nhiều thì Nhật thường hay nói là mình vệ sinh cũng như tăng sên và dưỡng sên thường xuyên để bộ sên của mình đi êm hơn. Còn việc này là hỗ trợ cho anh em trong lúc anh em làm bất cứ vụ gì. Ngoài cái việc mà bố Thắng nó phá luôn cái đĩa Thắng thì nó còn phá lên một chút xíu chi phí của anh em khi chuyển mỗi ngày nữa. Vì sao? Vì mình đi như vậy nó dơ cát đất thường xuyên á thì cái bánh xe mình nó sẽ có khoảng nặng khoảng nhẹ, anh em thấy không? Đó, rất là rít nha, còn khoảng này nặng luôn nè. Đây, tôi ngắt luôn. Nó sẽ có khoảng nặng khoảng nhẹ. Như vậy thì sao? Nếu mà thay bố Thắng bình thường không, tháo đi nào, thay bố Thắng bình thường không á thì khả năng là nó sẽ có một cái khoảng nặng hơn nữa do cái bố Thắng mới nó sẽ dày hơn. Tuy nhiên thì thợ mình khi mà làm á sẽ hỗ trợ cho anh em trong việc tháo ra rồi xem lại những cái bát heo này nọ có bị khô bỏ bộ hay không, do tác động của môi trường trời mưa này nọ đi lâu ngày á thì mình phải vô bỏ bộ lại để cho nó nhẹ nhàng và cái đĩa Thắng, cái bố Thắng của mình nó hoạt động đúng tiêu chuẩn hơn. Đây là hình ảnh của em nó nè. Bởi vì thường sao anh em cứ nói là Nhật ơi, bố Thắng khi nào phải thay lại, đi bao lâu thì phải thay lại, nhưng mà không có một cái thời gian nào xác định với lại bố Thắng. Nhông sinh dĩa vỏ có nghĩa là những cái gì đó gọi là hao mòn anh em ha. Mình chạy á tùy theo môi trường thì anh em cũng biết là anh khách này anh nói á là thời gian này anh đi mùa mưa nhiều nè, những cái đoạn đường cát đất nhiều, thành ra cái độ ma sát nó nhiều hơn, nó làm cho bố Thắng mòn cũng như là anh không biết được thay sớm để dẫn tình trạng bây giờ cái đĩa Thắng này nó hư luôn. Nọ anh em nhìn thấy con heo Thắng thì nó chắc chắn là nó phải dơ, nhưng mà dơ cái kiểu như thế nào, dơ cái kiểu như thế nào. Còn đây thì hơi nhiều ha, hơi nhiều cát đất nó làm ảnh hưởng rất là nhiều cái độ ma sát giữa bố với đĩa. Như vậy thì nếu mà anh em nào mà mình không biết á, mình chạy thời gian sẵn tiện thay vỏ hay là thay nhớt hay là tiện ghé bên shop nào, mình vẫn có thể nhờ các bạn cái thực kiểm tra thử bố mình còn sử dụng được không, để tránh tình trạng hư luôn cái đĩa mà tốn chi phí. Và anh em ơi, thì mình sẽ có những cách lựa chọn để khắc phục lại như sau. Một á, là thay tạm lại cái bố Thắng để đi tạm, rồi có chi phí mình sẽ thay lại cái đĩa luôn để đảm bảo những cái hành trình của bố Thắng và đĩa nó đúng chuẩn. Hai nữa là sẽ thay hoàn toàn để nó mượt mà và nó đúng cái tiêu chuẩn hơn. Vậy thì tùy theo chi phí anh em thôi. Nếu mà được thì mình thay luôn một bộ để cho nó ngon, còn không thì mình vẫn thay được cái bố Thắng trước. Thì bố Thắng trước anh khách anh chọn ở đây là bố Elite dành cho các đời quay RS, quay S110 và các dòng Future LED, có nghĩa là những cái dòng xe mà theo S110 anh em, và đĩa bằng đó. Thì dòng bố này chỉ có 80k thôi và chất lượng của nó thì Nhật cảm nhận được cũng như là thường thay cho khách hàng sẽ có những cái phản hồi là nó êm hơn so với lại bố zin theo xe. Đó, nó làm cho cảm giác mình Thắng nó dịu 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 Thắng hơn xíu. Cảm giác êm đó thì theo chia sẻ thôi, còn mượt mà hay không nữa cũng vấn đề nằm ở những cái bát heo này anh em. Nhờ tôi hay chia sẻ nếu như mà nó xét á và nó khô mỡ bò á, thì con heo mình sẽ không hoạt động ra vô, không hoạt động ra vô tốt nữa, thì lúc đó dễ dẫn tình trạng mà nó vướng heo hay nặng bạch. Và thợ mình á, khi mà bị nặng bánh như vậy á cũng sẽ vệ sinh cơ bản cho anh em để vào lại mỡ bò, chứ không phải là chỉ gỡ bố Thắng mới, gắn bố Thắng cũ và gắn bố Thắng mới không đâu. Làm như vậy thì con heo mình nó sẽ nhẹ và bố mới vô á, thì cái sự ra vô của cái heo nó sẽ hoạt động là cái bánh xe mình nhẹ hơn. Công việc mà thay bố Thắng thì thường anh em thấy thợ làm rất là đơn giản thôi, nhưng mà thợ shop hai bánh mình ở bất kỳ vị trí nào đều sẽ là thao tác giống như vậy anh em. Những con heo nào mà có khả năng cứng sượng thì thợ sẽ luôn hỗ trợ mở ra để vô là một lớp mỡ bò mỏng trên cái bát heo để giúp cho con heo của mình và cái đĩa nó hoạt động mượt. Và chắc chắn rằng công đoạn sau cùng sẽ là kiểm tra nè, xem thử có nó đều đĩa và heo chưa. Anh em có thể nghe được tiếng kêu của nó nè. Nó vẫn sẽ kêu nha em, nó vẫn sẽ kêu, nhưng mà chạy nó như vậy á thì Nhật cũng nói từ đầu là nó sẽ bào bố nhanh hơn cũng như là âm thanh
hoặc là massage nó không tốt. Thì kết cục là gì anh em ơi? Không có thời gian cố định dành cho những cái phần mà gọi là phụ tùng hao mòn như là bố thắng hay là giỏ hay là những cái dĩa. Thì đó, anh em nếu mình cần kiểm tra thì đừng ngần ngại mà nhờ các bạn thợ của mình. Cho dù là bất kỳ vị trí nào cũng sẽ hỗ trợ anh em kiểm tra xem thử cần phải thay hay chưa, để tránh tình trạng hư hao giống như xe quay RX đời mới này mà lại hư luôn cái dĩa Euro 8000 này. Cũng như là việc thợ luôn hỗ trợ 4 bước chăm sóc xe không tốn phí là tăng sơn hồi nãy nè, bơm bánh nè, lau mặt kính và đồng hồ tăng sơn lại cho anh em ha, để cho anh em sau khi làm bất cứ vụ gì đều có con xe ngon hơn cũng như là hoạt động nó êm ái hơn. Còn về việc tư vấn rõ ràng để khách hàng hiểu và thay sớm thì Nhật đã tư vấn khách hàng rồi, cái đĩa này nên thay sớm để tránh tình trạng nó kêu nó bào mòn cái bố nhanh quá hoặc là nó mất an toàn khi mà nó không có ma sát tốt. Những cái gì làm hài lòng khách hàng nhất từ việc tư vấn hay là sản phẩm hay là dịch vụ đều đưa lên hàng đầu. Thì ship như thời hay dặn rằng không quan trọng là hóa đơn khách hàng là bao nhiêu tiền, mà quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên với sơ bánh. Như vậy là mình sơ bánh vui rồi ha. Cảm ơn em Slip, xin chào lại nè, bye bye.